Thưa quý vị, mới đây, một tài khoản Visa của ngân hàng ACB đã bị bốc hơi gần 100 triệu đồng chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, dù thẻ vẫn đang nằm trong ví của khách hàng. Tiền trong tài khoản ngân hàng bốc hơi là câu chuyện không mới và có rất nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, gần đây đã diễn tiến liên tục với nhiều chiêu thức phức tạp. Nguyên nhân của sự việc lần này là do một thói quen rất quen thuộc của người dân khi mua sắm online. Cụ thể là thế nào, chúng tôi sẽ phân tích trong phóng sự ngay sau đây. Trong khoảng từ 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng, một tài khoản thẻ Visa của ngân hàng ACB đã bị bốc hơi 98 triệu đồng qua 10 giao dịch. Toàn bộ đều có nội dung nạp tiền điện thoại, dù chủ thẻ có cài mã xác thực một lần OTP. Tuy nhiên, tài khoản vẫn bị mất tiền nhanh chóng. Ngay sau khi sự cố xảy ra, nạn nhân đã ngay lập tức khóa thẻ và tìm đến ngân hàng để xác minh. Lúc này, nguyên nhân được xác định từ phía ngân hàng là do khách hàng đã lưu thông tin thẻ trên các trang mua sắm online, từ đó tài khoản bị rò rỉ thông tin. Các chuyên gia an ninh mạng còn cho biết, có thể điện thoại của nạn nhân đã dính thêm phần mềm gián điệp. Chính vì thế mà khi có những cái tin nhắn OTP, hacker họ cũng chiếm đoạt luôn tin nhắn OTP để mà tiến hành giao dịch. Đó là những phần mềm game, những phần mềm xem bói, những phần mềm xem tử vi, rồi những phần mềm cho vay nhanh chẳng hạn. Và những cái phần mềm đó là có luôn cả những cái tính năng nó đọc được những cái tin nhắn, hoặc là kể cả những tính năng là chụp luôn cả màn hình. Mua bán trực tuyến nước ngoài thì khi mà nhập rồi thì cái thông tin của mình là lưu lại trên cái trang đó luôn. May mắn với chủ thẻ này là đã làm việc sớm với ngân hàng, nên ngân hàng đã nhanh chóng phối hợp cùng cơ quan chức năng kịp thời thu hồi khoản tiền này cho vị khách hàng trên. Tuy nhiên, không phải ai mất tiền cũng gặp may như vậy. Chúng ta cần phải trang bị cho mình những cái phần mềm hoặc là những cái ứng dụng để phát hiện những cái phần mềm gián điệp, nên có thể liên hệ những cái trung tâm an ninh mạng khi mà thực hiện mua sắm online á. Thay vì sử dụng những cái thẻ Visa bình thường như thế này, tôi nghĩ là chúng ta nên xài những cái thẻ Visa Rebate, thì chúng ta sẽ kiểm soát được các cái khoản tiền chúng ta giao dịch. Tiêu dùng cũng không nên cài những cái game hoặc là những cái ứng dụng mà mình không biết, hoặc nếu mà có nhu cầu giải trí thì nên sử dụng một cái máy smartphone khác hoặc máy tablet khác. Theo các chuyên gia an ninh mạng, những phần mềm gián điệp như thế này sẽ quét toàn bộ các ứng dụng để phát hiện đâu là ứng dụng độc hại có nguy cơ lộ thông tin, kiểm tra độ an toàn của điện thoại đang sử dụng, cũng như ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của các hacker. Một thực tế đang tồn tại là nhiều người sử dụng Internet ở Việt Nam đang dùng một địa chỉ email và password cho rất nhiều mục đích đăng nhập như Facebook, Zalo, tài khoản ngân hàng. Điều này sẽ rất nguy hiểm bởi các hacker có thể đăng nhập vào tất cả các tài khoản. Vì vậy, theo các chuyên gia là tuyệt đối không lưu trữ, chia sẻ thông tin trên thẻ, thông tin tài khoản cho người khác qua điện thoại, qua thư điện tử hoặc các trang mạng xã hội.